phải sao? Đúng rồi. À, cáp treo kìa. Thấy không? Đi kêu hai lại. Khang Khang cáp treo mà Khang ơi. Tao mới làm trụ không à, tao chưa có làm, tao chưa có khánh thành. Ơi. Ừ. Thấy cáp treo đằng kia kìa. Phải cáp treo không Tùng? Cái tiếng cáp treo đằng kia phải không? Tao nghĩ là chắc là cáp treo á. Cáp treo nó ra qua Hồng Thơm. Ừ, nó nối qua hai đảo luôn mà. Nối qua Hồng Thơm. Cắt cây đi con. Phải sao? Nói chú chạy đi ba, con không biết đường đâu rồi. Ba, cái này là núi hay đồi? Núi. Bên. Nóng hả? Rồi ghé ngồi uống nước đi. Có đặt bao nhiêu đuổi không? Khang, vợ đi trốn mình của mẹ. Long. Ờ, được rồi. Thấy chưa? Con nhìn qua đây đi. Con khác coi lại đi. Nè. Sủi bọt à. Kêu Khang chụp kìa. Khang con đừng có quơ quơ cây nữa con. Về nhà quơ. Cố tình chụp xấu à? Chụp cái anh. Nắng quá.
Nó chụp đi, nó chụp đi. Ôi còn quờ xíu chúng chưa rút rồi thấy không? Ở đó tắm chắc cũng được mà hả? Đá hả? Hả? Chốt hả? Lấy nước cho em uống. Khang, làm phóng viên Khang. Cameraman nha. Đang quay đâu mà? Đang quay đó. Quay qua đi. Con sẽ làm ba đảo người một giờ. Hả? Thôi không có đảo. Chào nãy giờ rồi. Đâu có đâu mày con lười. Thôi chứ lên chậm đậu đó thì sao? Chút giờ anh chút. À, đây phi đôi chụp hình đâu? Đây là mẹ. Dạ. Dạ. Cắt ra là thành. Hai. Rồi lên. Sao vậy? Rớt kiến rồi con, rớt cái kiến con kìa. Kiến anh hai kìa, đạp kìa. Đó. Kiến mẹ đó, kiến anh hai ra mà mẹ mang đó. Kệ lát rửa. Lát kiếm nước rửa. Đây con. Đi bên nào Tùng? Xe nha. Xuống nha. Dư. Đừng có quăng gì. Đội lên đi. Đưa mẹ đội kìa, đưa mẹ đội kìa. Rửa nó cho ngay ngắn lại coi, đội nó sao mẹ vậy? Thì xuống dưới chụp hình. Mà có xuống được không? Xuống. Được. Cầu thang đâu? Đi cái đường mòn nè. Đi cái lối mòn này xuống nè. Ừ.
Tượng Phật bằng ngọc kìa. Tượng Phật ngọc kìa. Quá đẹp luôn. Lên bên chiều bên đây, bên nào? Chúng nó chơi á. Chúng nó chơi á con. Pin ở đó kìa. Còn mọi người đâu rồi? Hai mà xuống dưới đi. Thôi, chút xíu rồi, mẹ với anh hai cũng lên đây. Ba ở ngoài đi chơi đi ba.
ơi. Mình ngắm ngắm tự cái gì là hán nè. Ừ ra. Ừ ừ. Đi vòng ra đây coi nè con. Sao con làm rớt nón hoài vậy? Tao kia lắm. Thôi thôi Khang, đừng chơi gì con. Khang đừng chơi con, chỗ này chỗ chùa con.
Anh Long kìa. Long vô. Chưa, anh Long chưa bước vô. À, đi bên ngoài không ạ. À, Khang Khang tránh tránh cho chú được không? Tránh xích qua cho chú dọc thành đấy. Không lên hả? Cái biển không lên hả? Ờ đúng rồi đó.